xin kính chào quý khán giả của Việt TV và Radio. Quý vị đang theo dõi phần tin Việt Nam thành đến tỉnh và sau đây là những bản tin chi tiết. Bản tin đầu tiên cập nhật về diễn biến dịch bệnh COVID-19 tại Việt Nam. Thưa quý vị, Bộ Y tế Cộng sản Việt Nam vào chiều 14 tháng 1 ghi nhận đã vừa có thêm 10 ca nhiễm nCoV đều là người nhập cảnh đã được cách ly ngay tại Hà Nam, Bình Dương, Hà Nội, Sài Gòn và Phú Yên. Vậy là tính cho đến nay, Việt Nam có tổng số bệnh nhân COVID-19 là 1.531 người. Trong đó có 1.369 người đã hồi phục, 35 người tử vong, số còn lại đang được điều trị. Liên quan đến việc điều tra nguồn gốc virus corona, mới đây Bộ Y tế Việt Nam cho biết, trong phái đoàn điều tra thuộc WHO, có một chuyên gia Việt Nam là ông Nguyễn Việt Hùng, hiện đã có mặt ở Vũ Hán. Phái đoàn bao gồm các nhà khoa học chuyên gia y tế đến từ Australia, Đan Mạch, Đức Quốc, Nhật Bản, Hà Lan, Qatar, Nga, Anh Quốc, Hoa Kỳ và Việt Nam. Ông Nguyễn Việt Hùng cho biết có thể nhóm này sẽ không tìm được câu trả lời rõ ràng về nguồn gốc của virus. Bản tin đánh đi từ Phú Thọ cho biết một chiếc tàu lượn đã văng ra khỏi đường ray khiến cho một người thiệt mạng. Thưa quý vị, tàu lượn siêu tốc ở khu du lịch đảo Ngọc thuộc thị trấn Thanh Thủy đang vận hành thì bị văng ra khỏi đường ray khiến cho một người thiệt mạng, hai người nhập viện với vết thương rất nặng. Tối ngày 14 tháng 1, chính quyền huyện Thanh Thủy xác nhận thông tin trên và cho biết vụ việc xảy ra vào lúc 12 giờ 30 phút trưa cùng ngày. Hiện công an đã cho phong tỏa toàn bộ hiện trường để điều tra nguyên nhân của sự việc. Được biết đảo Ngọc Xanh cách Hà Nội 70 km về phía Tây Bắc. Khu du lịch này rộng 65 hectare, bao gồm tổ hợp nghỉ dưỡng và các trò chơi cảm giác mạnh như tháp xoay khí nén, tàu điện siêu tốc, thảm bay hai chiều và vũ trụ bay, đã bắt đầu hoạt động từ năm 2013. Được biết vào năm 2014, khu du lịch đảo Ngọc Xanh cũng đã từng để xảy ra tai nạn. Thời điểm đó, chiếc đu quay đang hoạt động thì bất ngờ rơi xuống đất, làm cho 12 học sinh hoảng loạn, 6 em phải nhập viện. Thành phố Sài Gòn có 5.500 ca nhiễm HIV mới mỗi năm. Số người nhiễm HIV mới được phát hiện tại thành phố Sài Gòn hàng năm là khoảng 5.500 trường hợp, trong đó có khoảng 3.300 thường trú tại thành phố Sài Gòn, chiếm 60%. Đó là thông tin do Sở Y tế thành phố Sài Gòn loan đi vào hôm 14 tháng 1. Được biết, kể từ khi trường hợp nhiễm HIV đầu tiên ở thành phố Sài Gòn được phát hiện vào năm 1990, cho đến nay, Việt Nam đã báo cáo hơn 320.000 người bị nhiễm HIV, trong đó có 107.000 người đã qua đời. Thành phố Sài Gòn chiếm 1/4 số người bị nhiễm HIV, cũng là thành phố có số người nhiễm HIV cao nhất trên cả nước. Tính cho đến nay, đã tròn 40 năm. Thế nhưng thế giới vẫn chưa tìm được vaccine để ngăn chặn HIVS, trong bối cảnh số người nhiễm bệnh ngày càng trẻ hóa và khó nhận diện hơn. Đặc biệt, nguồn lây nhiễm tập trung nhiều trong nhóm nam quan hệ đồng giới với tỷ lệ tăng từ 1,7% vào năm 2010 lên thành 54,4% vào năm 2020. Tuyến cáp treo nối Chùa Hương với di tích ở Hòa Bình đã vừa được thông qua. Sở Quy hoạch Hà Nội vào hôm 14 tháng 1 đã vừa thông qua dự án xây dựng tuyến cáp treo Hương Bình với diện tích hơn 178.000 m² thuộc xã Hương Sơn, huyện Mỹ Đức ở Hà Nội. Mục tiêu của dự án là nhằm để hình thành tuyến cáp treo Hương Bình giúp nâng cao khả năng kết nối giao thông giữa hai khu di tích, đó là Chùa Long Vân ở Hà Nội và Chùa Tiên ở tỉnh Hòa Bình. Tuyến cáp treo sẽ rút ngắn thời gian di chuyển qua lại giữa hai danh thắng nêu trên, góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội địa phương. Tổng chiều dài toàn tuyến cáp treo dự kiến khoảng 3,5 km. Ngoài ra còn có một số hạng mục khác đi kèm, bao gồm cây xanh, mặt nước, sân vườn, đường dạo, tạo không gian xanh, kết hợp với một số chòi dừng nghỉ cho du khách tham quan. Bản tin đánh đi từ Bình Dương cho biết đã có hàng trăm xe máy trong đại lý bị thiêu rụi. Lửa bùng phát dữ dội tại dãy cửa hàng ở thành phố Thuận An khiến cho hàng trăm xe máy trong đại lý này bị thiêu rụi. Vụ việc xảy ra vào khoảng 6 giờ sáng ngày 14 tháng 1. Vào thời điểm đó, người dân phát hiện lửa bốc cháy tại đại lý xe máy và cửa hàng giày dép thuộc khu vực phường An Phú ở thành phố Thuận An. Khi đó, hai cơ sở đều đóng cửa nên việc dập lửa tại chỗ khó khăn.
đám cháy đe dọa đến nhiều kiosk kế bên. Hàng chục cảnh sát cùng với 7 xe chữa cháy đã đến hiện trường ngay sau đó. Hơn 1 giờ đồng hồ sau, đám cháy đã được dập tắt, song toàn bộ 2 cửa hàng đã bị thiêu rụi. Trong đó, hàng trăm xe máy và xe đạp điện trong một đại lý rộng khoảng 300m² đã bị cháy trơ khung, ước tính thiệt hại hàng tỷ đồng, nguyên nhân đang được điều tra. Cũng trong khi đó, tại Sài Gòn, thưa quý vị, một xưởng gỗ ven quốc lộ đã cháy rực trong đêm. Một xưởng gỗ rộng hàng trăm mét vuông ở quận 12, thành phố Sài Gòn đã bốc cháy dữ dội, khiến cho người dân xung quanh hốt hoảng tháo chạy. Đến 8 giờ 30 phút ngày 14 tháng 1, gần 100 lính cứu hỏa vẫn đang nỗ lực khống chế đám cháy. Theo thông tin ban đầu, vụ hỏa hoạn đã bất ngờ bùng phát vào khoảng 7 giờ cùng ngày. Thời điểm đó không có người dân ở bên trong xưởng. Chỉ ít phút sau, đám cháy đã lan rộng, bao trùm toàn bộ nhà xưởng. Gần 100 lính cứu hỏa cùng với nhiều xe chuyên dụng đã được điều đến hiện trường. Theo người dân địa phương, trước khi xảy ra hỏa hoạn, họ có nghe vài tiếng nổ phát ra từ bên trong xưởng gỗ. Ghi nhận ban đầu, nhiều phần tường của xưởng gỗ đã bị đổ sập, nhiều tài sản bên trong bị lửa thiêu rụi. Nguyên nhân và thiệt hại đang được điều tra. Bản tin đánh đi từ Đồng Nai cho biết một chiếc xe tải đã tông sập nhà của người dân dưới chân cầu vượt. Nửa thân xe tải được cho là nằm lọt trong một căn nhà của người dân. Tại hiện trường, cửa sắt và vách phòng ngủ của căn nhà này bị đổ sập, nhiều vật dụng trong nhà bị hư hỏng. May mắn vào lúc đó, chủ nhà đang có việc ra ngoài nên thoát nạn. Xin được nhắc lại, vào lúc 12 giờ 30 phút ngày 14 tháng 1, một chiếc xe tải khi vừa qua khỏi ngã tư cầu vượt Dầu Dây thì bất ngờ lao qua một ụ đất cao bên phải của con đường. Chiếc xe sau đó tiếp tục băng qua con đường nối quốc lộ 20 với quốc lộ 1, rồi tiếp tục tông sập nhà bà Hồ Thị Nhâm tại thị trấn Dầu Dây, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai. Tài xế là Trương Thanh Bình, 35 tuổi, quê ở Bình Định. Sau tai nạn, lực lượng chức năng đã đến hiện trường lập biên bản, lấy lời khai những người có liên quan để điều tra nguyên nhân. Bản tin đánh đi từ Quảng Trị cho biết đã vừa phát hiện một quả đạn pháo gần 900kg giữa khu rừng trồng. Người dân được cho là đã vừa phát hiện quả đạn pháo gần 900kg nằm lộ thiên ở khu vực rừng tràm thuộc xã Linh Trường, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị. Ngày 14 tháng 1, lực lượng chuyên gia đã cho hủy nổ thành công quả đạn pháo nói trên. Được biết khoảng 20 người đã tham gia vào các công đoàn hủy nổ tại chỗ do không bảo đảm an toàn khi di chuyển. Tại hiện trường, lực lượng chuyên gia đã cho che chắn quả đạn bằng các bao tải chứa đất, rồi đặt thuốc nổ mồi để kích nổ. Vụ nổ tạo thành một hố sâu khoảng 3 mét ở hiện trường, nhiều mảnh đạn còn sót lại. Các chuyên gia xác định đây là đạn pháo 16 inch, đường kính 40cm, dài 1,62 mét, nặng 853 kg. Bên trong quả đạn chứa 70 kg thuốc nổ. Bản tin đánh đi từ Đắk Nông cho biết một người đàn ông đã bị bắn chết vì thợ săn tưởng nhầm là khỉ. Thưa quý vị, vào ngày 14 tháng 1, Công an huyện Đắk Song cho biết đã vừa ra quyết định tạm giữ đối với Hoàng Văn Chầu, sinh năm 1984, để điều tra, làm rõ về hành vi vô ý dẫn đến chết người. Theo kết quả điều tra ban đầu, thì trước đó vào khoảng 4 giờ chiều ngày 8 tháng 1, Hoàng Văn Chầu đi vào bẫy để thăm bẫy thú và săn bắn thú rừng. Trong lúc săn bắn, Chầu đã phát hiện có một đàn khỉ và một vật trông giống như khỉ đang ngồi phía sau tảng đá, cách đó khoảng 30 mét. Đối tượng này đưa súng lên hướng về phía tảng đá và bóp cò. Sau khi nổ súng, Chầu đi đến tảng đá để kiểm tra thì phát hiện một người đàn ông bị trúng đạn, nằm gục sau tảng đá, đầu chảy nhiều máu. Nạn nhân được xác định là một thanh niên sinh năm 1981, trú tại huyện Cư Rút. Kết quả xác minh cho thấy giữa Chầu và nạn nhân không có mâu thuẫn, vụ việc là do nhầm lẫn. Đây không phải là lần đầu tiên tại Đắk Nông xảy ra tình trạng bắn chết người vì tưởng nhầm là thú rừng trong lúc đi săn. Phần lớn súng săn mà người dân sử dụng đều là súng tự chế. Bản tin cuối đánh đi từ Lạng Sơn cho biết đã vừa bắt giữ được đối tượng đưa hai bé trai sang Trung Quốc. Nguyễn Thị Ngọc Điệp, 34 tuổi và Trần Thị Đan, 32 tuổi, được cho là đã nhận 4.000 Mỹ Kim để vận chuyển hai bé trai khoảng 10 tháng tuổi từ biên giới Việt Nam-Cambodia sang Trung Quốc. Ngày 14 tháng 1, cả hai đã bị Công an tỉnh Lạng Sơn khởi tố, bắt
tạm giam để điều tra về tội mua bán người. Theo điều tra, thì hai bị can được một người đàn ông Trung Quốc thuê để đưa hai bé trai khoảng 10 tháng tuổi sang Bằng Tường, Trung Quốc với số tiền công là 4.000 Mỹ Kim và được chi trả mọi chi phí ăn uống đi lại. Vào đầu tháng 1 vừa qua, hai đối tượng này đã đón hai bé trai ở khu vực biên giới Việt Nam-Cambodia. Sau đó lên mạng xã hội đặt mua giấy khai sinh giả để đưa bé đi phi cơ ra Hà Nội. Trong lúc đang thực hiện kế hoạch thì cả hai đã bị bắt giữ cùng với hai đứa trẻ vào khoảng 10 giờ ngày 10 tháng 1. Hiện tại thì hai bé trai sức khỏe đã ổn định và được đưa vào cơ sở bảo trợ xã hội của tỉnh này để được chăm sóc. Bản tin vừa rồi cũng đã kết thúc cho phần tin Việt Nam thành đến tỉnh của Đài truyền hình Việt TV và Radio. Chúng tôi chân thành cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin kế tiếp. Xin kính chào.